Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của Mạnh Phiêu. Hôm nay Mạnh Phiêu xin giới thiệu với các bạn chiếc Everest quay chắc thế hệ mới. Đó, chiếc Everest quay chắc Next Gen thế hệ mới ha. Đây là một phiên bản đặc biệt của Everest với thiết kế nó cũng giống như cái bản Everest Titanium 4x4, nhưng mà đặc biệt nó có cái màu vàng lux nè, và có cái chữ quay chắc trên nắp capo ha. Những cái phần thiết kế nó khác với cái phiên bản là Everest Titanium chút xíu thôi. Đó. Về phần cái đầu xe nè, đó, cái cản trước xe nó có hình chữ H nè các bạn, có hình chữ H, và nó được sơn đen màu xám ha. Cái sơn màu xám bóng đó. Và cái mặt la găng được thiết kế cũng giống như chiếc Everest Titanium, nhưng mà nó sơn màu cũng là màu xám luôn á, màu xám. Cái thanh kép vuốt dọc từ bên đó qua bên đây, và cái logo for rất là to bản, được đặt ở giữa, và có cam 360 ha. Đó. Về cái đầu xe này mình thấy đánh giá rất là đẹp với cái mẫu thiết kế này, với những cái đường gân dập nổi trên cái nắp capo nè, tạo cho xe có khí đồng học ha. Và cái phần chữ xe ngược là đèn led daylight các bạn, đèn daylight chữ xe ngược. Đó. Được thừa hưởng từ đàn anh F150, cũng giống như phiên bản Everest Titanium 4x4. Và có LED Matrix Performance, LED Matrix Performance như các bạn cũng đã biết rồi. Công nghệ chiếu sáng đặc biệt này chỉ có trên chiếc Everest cao cấp này mới có, và chiếc 4x4 thôi. Tức là nó tắt cảm biến ánh sáng khi mà ánh sáng những cái xe khác đi ban đêm dội về xe mình, nó sẽ tắt cái vùng chiếu sáng đó, nó làm cho cái xe đối diện an toàn hơn, không bị chói mắt, trong khi chúng ta lái xe ban đêm rất là an toàn. Và phía dưới này sẽ có cái bộ radar kết hợp với cái bộ cảm biến phía trên đó, để nó giữ lane đường, lane keeping centering và adaptive cruise control, giữ khoảng cách với xe phía trước rất là an toàn, và có hỗ trợ phanh khẩn cấp ha, trong những trường hợp nguy hiểm đó. Rồi ở phía dưới này có hai đèn led hai bên, đèn led gầm luôn các bạn ha. Rồi ngay góc đây có cái đèn mở rộng góc chiếu, khi chúng ta vào cua ban đêm á, đi quẹo cua, đánh vô lăng quẹo cua thì nó sẽ mở rộng góc chiếu ra cho các bạn quan sát rõ ràng hơn. Và phần đầu xe này nó có tới 6 cảm biến lận, 1, 2, 3, đó bên kia 3 cảm biến này, nó hỗ trợ cho chúng ta tránh va chạm nè, và hỗ trợ auto parking á, đó, hỗ trợ lùi chuồng tự động á. Rồi mà anh chị và các bạn cùng khám phá cái khoang động cơ của chiếc Ford Everest quay chắc thế hệ mới này, với động cơ 2.0 lít cho ra công suất 213 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp rất là mượt mà ha, được thừa hưởng từ đàn anh F150 á. Cái phần này nó có cái bình điện nè, bình điện động cơ là 4 xi lanh ha, và có lọc gió được đặt ở cao để chúng ta đi khả năng lội nước của xe rất là tốt. Bên đây có cái chỗ đổ nước rửa kính nè, và nước làm mát khoang động cơ đó. Đó. Bên kia là dầu thắng, ở đây là dầu thắng các bạn, dầu thắng ABS. Tiếp theo mời anh chị và các bạn xem cái phần thiết kế về phần bên chiều ngang của xe nè. Đó, với những cái đường gân nhập nổi từ trước ra sau. Đó, tạo cho cái xe có cái khí đồng học đó, rất là tuyệt vời. Và cái mâm xe nó khác với cái phiên bản Titanium 4x4. Vẫn là lớp bút gia ha. Đó. Cái mâm này á, nó đi địa hình rất là tuyệt vời ha. Đó, với những thiết kế
đẹp mắt hơn so với phiên bản titanium với logo Ford đặt ở giữa, và cái ốp cua lốp được sơn màu màu xám bóng ha. Ở bên đây nó có cái mang ké với chữ Biturbo ha, với chữ Biturbo. Rồi các bạn xem phần thiết kế, cái phần gương chiếu hậu cũng được sơn màu bóng xám bóng, tích hợp đèn xi nhan báo rỉa và cam 360 và có cảnh báo điểm mù đó, rất là to bản, rất là quan sát dễ ha. Ngay cái cụm chữ A nè, cụm chữ A này chúng ta thấy nó cũng dễ quan sát lắm, không có bị che tầm nhìn. Và cửa này rất là chắc chắn các bạn ơi, rất là chắc chắn với cái logo, cái chữ quay trắc đó, được đính lên cái góc cửa đó, và có bệ bước được có viền mạ chrome, và cái thanh gia nóc hai bên cũng có sơn bạc ha, rất đẹp mắt. Rồi các bạn xem cái phần thiết kế, cái phần cửa nè, cái phần chữ D, phần chữ D đây cũng rất đẹp mắt ha. Đó. Rồi bên sau xe lớp cũng có lớp cua lốp như là cái phía trước ha, nó tiệp màu tôn xịt tôm đó các bạn. Đó, mời anh chị và các bạn khám phá phần đuôi xe ha, với cái thiết kế là cái chữ Everest nè, nó kéo dài từ bên này, nó kéo dài qua bên này luôn, rất là đẹp mắt, với cái logo Ford đặt ở giữa ha, và có cam 360, phân biệt với cái dòng titanium 4x4 là có chữ quay trắc được dập nổi, và cái chữ 4x4 đó. Rồi xung quanh xe ở đằng sau có 6 cảm biến kết hợp với 6 cảm biến phía trước là 12 cảm biến ha. Và cái bửng sau nè đó, cái cản sau này được sơn đen mờ, cái cản sau được sơn đen mờ rất đẹp mắt. Ở đây nó có cái móc để cứu hộ ha, khi chúng ta tháo ra chúng ta có thể kéo cứu hộ xe khác. Rồi cửa này chúng ta sẽ mở được 4 cách, một là bấm chìa khóa, hai là đá cốp, ba là mình bấm ở trên này, và một cách nữa là bấm ở trên ghế tài, trên ghế tài. Rồi bây giờ mình biểu diễn đá cốp cho các bạn cùng xem nha. Xe này bỏ chìa khóa trong túi và chúng ta đá cốp. Đó, cốp sẽ tự động mở. Rồi mà anh chị và các bạn khám phá cái phần sau xe này. Cái này mình có thể chỉnh cao thấp được ha, để đi vào những cái vùng mà nó địa hình nó không phù hợp, mình có thể chỉnh chiều cao thấp của cái cửa được ha. Rồi cái phần ghế này được chỉnh điện. Đó, ghế chỉnh điện một chạm. Ở phía sau này có hộc để đồ. Hộc để đồ để vá lốp á, dụng cụ vá lốp. Rồi có hai cái móc. Đó. Hai cái móc để mình định vị đồ đạc ha. Phần sau xe này với khoang thiết kế cũng khá rộng. Chúng ta có thể để được 2-3 cái vali đi du lịch cho gia đình mình ha, trong những chuyến dã ngoại picnic cuối tuần. Rồi mời các bạn khám phá về phần phía trước xe. Mình vào cái phần nội thất á. Cái cửa này thiết kế rất là dày nè. Với cái lẫy này được một chạm thôi, thiết kế một chạm. Với những cái nút khóa cửa đây ha, và những chiếc phím chức năng bên cái cửa này được may với những cái viền chỉ nè, bọc da và may với viền chỉ màu vàng lút đó. Đó, rất là đẹp mắt ha. Rồi, mời các bạn lên bước vào cái khoang lái này, chúng ta thấy cảm giác một chiếc xe Everest quay chắc rất là sang trọng các bạn. Rất là sang trọng. Màn hình đặt dọc ha, 12 inch ha. Màn hình đặt dọc 12 inch cảm ứng và có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây ha. Và có sạc không dây cho điện thoại và có phần mềm Ford Connect kết nối để hỗ trợ chúng ta quan sát xe từ xa, đài nổ từ xa, mở cửa và chăm sóc lịch bảo dưỡng. Và cái phần trung tâm này, cái phần vô lăng được thiết kế 4 chấu, được bọc da với những cái viền chỉ may màu cam rất là đẹp mắt ha. Và những phím chức năng bên trái chúng ta có những phím nè, giới hạn tốc độ, adaptive cruise control, tăng giảm volume, ra lệnh giọng nói ha, set cộng, set trừ nè đó, và giữ khoảng cách với xe phía trước. Và phía cụm phím chức năng bên đây phải chúng ta là phím chức năng media đó, qua những bài hát nè. Rồi đằng sau cái vô lăng này là màn hình trung tâm 12.3 inch, rất là đẹp mắt đó, thiết kế rất là hài hòa đó, với các chức năng cao cấp của dòng xe. Và đặc biệt xe này các bạn thấy cái giá trị nè,
là cái cần số điện tử e-shifter cao cấp. Quan trọng hơn khi chúng ta đi vào những cái khi chúng ta dừng xe đó, chúng ta parking á, chúng ta quên trả số, xe sẽ ra tự động, mình tắt lấy số xuống, xe sẽ tự động trả về vị trí parking cho chúng ta trong trường hợp chúng ta quên. Đây là cái giá trị mang lại cho người dùng trên chiếc Ford Everest quay chắc thế hệ mới này. Giống như cái phiên bản Titanium 4x4 nó cũng có cái này ha. Rồi có thắng đa điện tử và có phím chức năng điều chỉnh vào số á, với một cầu nè, hai cầu nhanh nè, hai cầu chậm nè. Và có 6 chế độ lái. Rồi các chế độ lái đi địa hình. Đây phím hỗ trợ đổ xe parking nè, tắt cân bằng điện tử nè, đi các địa hình nè. Đó. Rồi con ngựa thiết kế mới, rất đẹp mắt, có hộc để đồ, đó, hộc để đồ. Đây cái chìa khóa của xe, trong trường hợp chúng ta mà đi vào những cái vùng bị nhiễu từ, chúng ta đã bỏ chìa khóa vào đây, đó. Đề không được á, để vào đây khoảng chừng 2-3 phút thôi, nó khử từ xong sẽ đề lại bình thường ha. Rồi ghế được bọc da rất là sang trọng. Đó. Có cái logo được thêu chữ quay chắc luôn trên cái lưng ghế ha. Ghế mình ngồi cảm giác xe nó rất là ôm cái lưng á. Đó. Giờ chúng ta thoải mái trong các hành trình ha. Rồi trên này nó cũng có cái hộc để đồ giống như chiếc Everest quay chắc. Chiếc Ranger quay chắc cũng có, đó. Nhưng mà nó không có cái để smartphone, hộc để đồ. Rồi ở trên này có gương chiếu hậu chống chói ha. Ở đây có để kính và chỉnh đèn. Bên đây có nút chỉnh đèn. Đó. Rồi có che nắng. Che nắng chúng ta cũng có thể soi gương ha, soi gương. Ở đây có cái tay nắm rất là chắc chắn các bạn. Đó. Hai tay nắm hai bên nè. Cho những người ngồi trước á, mình đi xe địa hình mà xe này xe đi vào những cung đường mà gồ ghề, chúng ta có cái điểm tựa chắc chắn an toàn hơn. Và bên cạnh đó một tiện ích nhỏ thôi Ford cũng trang bị đó, bật ra chỗ cốc để ly cà phê ha, cho những hành trình xa của chúng ta được sảng khoái hơn ha. Mình trước xe đã giới thiệu xong với các bạn và mời các bạn tham quan phía sau xe. Rồi mời anh chị và các bạn bước vào phía hàng ghế thứ hai. Đó, có cái bệ bước ở đây nè, bước lên rất là thoải mái cho những người lớn tuổi hoặc trẻ em đó. Rồi cửa này cũng có một cái lẫy, một chạm đây nè. Đóng cửa nghe tiếng cửa rất là chắc các bạn ơi. Có tay nắm ở đây ha. Và ở đây có cái đèn đọc sách ở đây nè. Có đèn đọc sách cho chúng ta và có cái cửa gió điều hòa nhiệt độ ha. Đây, mình cao 1m7, 1m72 á. Đó, mà ngồi cái đầu mình cũng chưa đụng chân ha. Đó, ngồi khá thoải mái. Cái chân mình cũng khoảng cách cũng còn một gang tay á. Ở phía sau con ngựa này nè, nó có cái điều hòa chỉnh quạt gió nè. Đó. Ở phía dưới này có hai cổng USB, một cổng USB thường và một cổng Type-C ha, để sạc cho các thiết bị điện tử di động của chúng ta. Và bên cạnh đó cũng có một cái ổ cắm 230V AC 400W, 400W. Chúng ta có thể mang theo cái laptop đó, mang nhiều theo thiết bị di động. Rồi ghế sau này được bọc da, thiết kế cho 3 người ngồi khá thoải mái. Đó. Ở đây cũng có cái chỗ để ly ha. Này nó bọc lại rồi mình kéo dịch ra thì nó có cái hai cái để ly. Còn khi mình ngồi 3 người mình đẩy nó lại ha. Đó. Cái tựa đầu này cũng khá thoải mái các bạn. Rồi mời anh chị và các bạn khám phá phần hàng ghế thứ ba dành cho 2 người ngồi ha. Rồi mời các bạn cùng khám phá cái cách mình mở cửa để mình bước lên hàng ghế thứ ba ha. Này, ở đây có cái lẫy nè. Có cái lẫy, chúng ta mở cái này ra, giật ra và đẩy ghế lên. Rồi chúng ta bước lên, ở đây có cái bậc bước, chúng ta bước lên. Bước lên luôn. Đó. Đây, vào vị trí hàng ghế thứ ba, mình cao 1m7, 72. Mình ngồi hàng ghế thứ ba này thì nó cũng vừa phải thôi chứ không được rộng rãi lắm. Đây là xe SUV 7 chỗ. Đó, phân khúc middle size đó, nên mình khuyến cáo là hàng ghế thứ ba dành cho trẻ em ngồi thì nó thoải mái hơn, hay là hai người lớn nè. Mình cao 1m7 mình ngồi vẫn được,
đi với hành trình ngắn thì không sao, nhưng mà đi hành trình xa thì chúng ta có thể cân nhắc ha. Rồi cái chân mình nè, đó, cũng còn một khoảng cách đó. Và cái đầu mình cũng chưa đụng đầu ha, cũng còn một khoảng cách chút xíu đó. Và có hai cửa gió đây các bạn, có hai cửa gió cho hàng ghế thứ ba, và có móc treo đồ đây ha, móc treo đồ rất là tiện lợi, và có cốc, có chỗ để cốc luôn, để ly nước uống ha. Trên đây quý anh chị và các bạn vừa theo dõi cái video clip mình Phil giới thiệu chiếc Everest quay chắc thế hệ mới. Hiện nay tại Tân Đường Phó đã đăng ký có chương trình khuyến mãi đặc biệt, đặt xe ngay lì xì về tay cho quý khách chào mừng năm mới. Chúng ta có thể được giảm tiền mặt trực tiếp mà, và được tặng bộ phụ kiện bao gồm phim cách nhiệt BAM của Mỹ, phủ ceramic toàn bộ xe ha, phủ gầm ha, camera hành trình cho xe ha, và được tặng bảo hiểm thân xe đó. Quý anh chị có nhu cầu vui lòng liên hệ mình Phil, số điện thoại 0915 116 831. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn anh chị và các bạn video clip lần sau. Các bạn hãy rung chuông để cho mình có động lực làm những video mới hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn.